Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bản án 20 năm tù Nguyễn Văn Nên đang ép Tất Thành Cang tố Lê Thành Hải. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được sự ưu ái của pháp luật, thất thoát hàng chục ngàn tỷ, thậm chí hàng trăm ngàn tỷ, nhưng rất nhiều quan chức chỉ nhận bản án rất nhẹ như lông hồng. Tuy nhà nước Cộng sản Việt Nam tự xưng là nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhưng thực tế nó là nhà nước của Đảng, do Đảng và vì Đảng. Vì thế, Đảng Cộng sản luôn tự tha tội hoặc giảm tội cho các quan chức, trừ trường hợp vì trong Đảng có nhiều ân oán nên phe phái mạnh buộc tội phe yếu bằng bản án nặng nề để triệt hạ phe đối thủ. Vào năm 2017, ông Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khi đó đã phát biểu rằng nếu sai chúng ta nhận lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm. Nghĩa là tư duy của người Cộng sản rất phân biệt, dù sai nhưng cũng khó mà họ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Họ chủ yếu là bao che cho nhau. Đó là nguyên nhân mấy tháng trước, cơ quan cảnh sát điều tra công an của thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị giảm án cho Tất Thành Cang. Tuy nhiên, đó là cấp dưới, còn với ông Nguyễn Văn Nên thì xử lý vụ án Tất Thành Cang lại là trách nhiệm của ông. Sức ép từ ông Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội đè lên vai ông Nên là rất lớn. Trường hợp ông Tất Thành Cang dù có đề xuất giảm án nhưng cơ quan điều tra lại đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang với mức án từ 10 đến 20 năm tù. Một mức án khá cao nếu so với mức án mà làm lộ bí mật nhà nước của Nguyễn Đức Chung là 5 năm tù thì mức án đề nghị này tương đối cao. Lý do là tại sao lại như vậy? Đây là hình ảnh Tất Thành Cang lúc bị bắt. Ông cựu phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang bị cáo buộc vai trò đầu vụ trong vụ việc để Sadeco bán rẻ 9 triệu cổ phần gây thất thoát hơn 1.100 tỷ đồng. Các cáo trạng tố ông Tất Thành Cang, 50 tuổi, vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, chuyển hồ sơ vụ án sang tòa cung cấp để đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Những người đã bị Tất Thành Cang lôi theo như thế nào? Bị cáo buộc với vai trò đồng phạm với ông Cang còn có 19 người khác, trong đó có Tề Chí Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Sadeco, tổng giám đốc IPC, và 6 bị can còn lại bị truy tố thêm tội tham mô tài sản theo khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự, khung hình phạt sẽ từ 20 năm tù chung thân hoặc tử hình. Sadeco là công ty con của công ty Tân Thuận IPC, là doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. Với vốn điều lệ là 170 tỷ đồng, trong đó có vốn cổ đông IPC là 44%, văn phòng thành ủy là 16,7% và Thacovest là 14,1%. Theo cáo trạng, trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc Sadeco Hồ Thị Thanh Phúc vào ngày 24 tháng 4, nhóm đại diện quản lý vốn của VP đã trình phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Kim, tức là công ty Nguyễn Kim, để tăng vốn điều lệ cho Sadeco. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2017, Phó Bí thư Tất Thành Cang đã tổ chức họp, sau đó có bút phê đồng ý. Ông Cang bị cáo buộc là biết rõ việc phát hành cổ phần phải đấu giá, phải thẩm định giá, nhưng không chỉ đạo công ty này làm. Người đại diện vốn có ý kiến về phát hành giá hành cổ phiếu được xác định cụ thể là 40.000 đồng trên một cổ phần cho cổ đông chiến lược. Việc này là sai quy định tại điều số 125 và điều 149 luật doanh nghiệp, bao gồm thẩm quyền quyết định về giá bán thuộc về hội đồng quản trị. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang bị đề nghị mức án từ 10 đến 20 năm tù. Quá trình điều tra, nhà chức trách đã xác định ông Cang đã gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng, tương đương với số vốn của công ty này. Trong tổng số vốn thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng khi Sadeco bán 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim. Tuy nhiên, bị can từng có nhiều thành tích đóng góp cho thành phố đã nhận thức được thiếu sót của bản thân nên được đề nghị xem xét giảm trách nhiệm khi xét xử. Ngoài vụ án này, ông Cang đã bị điều tra sai phạm trong việc duyệt chủ trương bán rẻ tới 320.000 m² đất ở huyện Nhà Bè sai quy định, gây thiệt hại tiếp đến 168 tỷ đồng. Và bất công đã diễn ra như thế nào? Tề Chí Dũng với vai trò là tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị thành viên công ty IPC, chủ tịch hội đồng quản trị Sadeco có vai trò xuyên suốt từ việc thực hiện chủ trương hợp tác với công ty Nguyễn Kim đến khi hoàn thành việc phát hành cổ phần cho doanh nghiệp này với giá 40.000 đồng một cổ phần mà thôi.
Kết quả điều tra xác định bị can Dũng đã sử dụng kết quả thẩm định của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định giá, nên tài sản nhà nước đã bị đánh giá rất thấp, sai quy định, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Tuy nhiên, với những mức giá này thì trong nước người Việt Nam cũng thừa hiểu đây là hình thức đi đêm giữa doanh nghiệp, nhà nước và các tư bản đỏ để họ có thể chiếm đoạt tài sản của nhà nước, tức là tài sản của nhân dân. Ngoài sai phạm trong việc phát hành 9 triệu cổ phần, Tề Trí Dũng với sự giúp sức của Hồ Thị Thanh Phúc và các cá nhân liên quan đã tham ô tới 4,7 tỷ đồng từ nguồn thủ lao, quỹ khen thưởng khác. Sai phạm của ông Tề Trí Dũng là rất lớn, tuy nhiên ông Tề Trí Dũng chỉ là kẻ thừa hành từ những chỉ đạo của Tất Thành Cang. Nếu so sánh bản án của Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng thì rõ ràng bản án đã rất bất công. Bất công là tính đặc thù của chế độ cộng sản này. Đây là hình ảnh Tề Trí Dũng đã bị đề nghị mức án rất cao so với Tất Thành Cang. Ông Tất Thành Cang với cương vị là Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng do thời điểm từ tháng 3 cho đến tháng 5 năm 2017, Thường trực Thành ủy tham gia họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng nên chưa tổ chức họp để nghe báo cáo về tờ trình 1148. Mặt khác, vào ngày 10 tháng 5 năm 2017, công bố quyết định điều động ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy về công tác tại Ban Kinh tế Trung ương, đồng thời cũng công bố quyết định đình chỉ chỉ định ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân vẫn thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tham dự kỳ họp Quốc hội nên chưa điều hành thực tế công việc. Đến cuối tháng 6 năm 2017, ông Nguyễn Thiện Nhân mới tiếp nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy. Ông Tất Thành Cang cho rằng vì lý do trên nên sau khi được Văn phòng Thành ủy đưa tờ trình số 1148, ông đã có bút phê đồng ý với tờ trình 1148 và ý kiến chỉ đạo tại thông báo số 495 là đúng chức trách nhiệm vụ theo quy chế, theo quy định của Đảng, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Tuy nhiên, ông Cang lại cho rằng việc bị can đồng ý là do người đại diện vốn đã báo cáo không trung thực, che giấu vụ việc, lựa chọn công ty Nguyễn Kim, không cung cấp đầy đủ thông tin xin ý kiến Thành ủy. Và việc người đại diện vốn của Văn phòng Thành ủy phát biểu, phát giá là 40.000 đồng trên một cổ phiếu là không đúng quy định của pháp luật. Ký phê một văn bản sai quy định nhưng mức án truy tố nhẹ hơn rất nhiều. Và dư luận đặt câu hỏi là mức án đã đủ để hù dọa Tất Thành Cang hay chưa? Từ ngày 22 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khai trừ ra khỏi Đảng ông Tất Thành Cang do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại công ty Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco. Điều đáng buồn là người ta đã bắt Tất Thành Cang vào nhà tù nhiều tháng thì mới khai trừ Đảng. Nguyên nhân này do đâu? Nguyên nhân là Đảng ủy thành phố không làm nổi điều đó. Có thể nói, để xử lý nhân vật Tất Thành Cang, dù ông này đã bị bắt thì đây là vấn đề nan giải đối với ông Nguyễn Văn Nên. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải vẫn đang ngạo nghễ thách thức Nguyễn Văn Nên. Chỉ thị 15 của Trung ương Đảng không cho bắt đảng viên. Đây là chỉ thị từ thời ông Nông Đức Mạnh. Tuy nhiên, với quyền lực tuyệt đối trong tay, ông Nguyễn Phú Trọng bất chấp cho bắt Tất Thành Cang. Tuy bắt ông Cang, nhưng Nguyễn Văn Nên cũng không thể ra tay khai trừ ông này ra khỏi đảng mà phải đợi Trung ương làm điều đó. Đó là lý do các nhân viên điều tra thuộc cơ quan cảnh sát điều tra thành phố không dám thẳng tay. Đấy là chưa nói đến trường hợp Tất Thành Cang đang được sự hỗ trợ bởi bộ ba Lê Thanh Hải, Lê Hồng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Tất Thành Cang đâu chỉ mang trên mình một sai phạm Sadeco là sai phạm nhỏ, sai phạm Thủ Thiêm mới là sai phạm khủng. Nó có thể khui ra bộ tam còn lại là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa rất dễ dàng. Cho nên nếu làm cho Tất Thành Cang phát hoảng thì rất có thể ông ta sẽ khai ra những sai phạm của các lãnh đạo khác. Không biết với mức án từ 10 đến 20 năm tù có làm ông Tất Thành Cang khai ra để được giảm tội hay không. Nếu ông Cang khai ra, vụ án này sẽ là một vụ án chấn động dư luận toàn quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021 với bản tin bản án 20 năm tù Nguyễn Văn Nên đang ép Tất Thành Cang tố Lê Thanh Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại vào bản tin lần tới.